Tử vi thứ sáu ngày 18 tháng 8 năm 2023 của 12 con giáp tức ngày 3 tháng 7 năm 2023 âm lịch ngày mậu thân, tháng canh thân, năm quý mão. Xung ngày, canh dần, giáp dần xung tháng, nhâm dần, mậu dần, giáp tí. Giáp ngọ tử vi ngày 18 tháng 8 năm 2023 của 12 con giáp. Thứ sáu này con giáp nào gặp nhiều may mắn, con giáp nào gặp họa tai ương. Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng, để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2023 tam hợp cục mang tới cho tuổi tí sự nhanh nhẹn để sớm hoàn thành các nhiệm vụ trước mắt, giải quyết kha khá vấn đề tồn động khiến bạn đau đầu bấy lâu. Chất lượng công việc được nâng cao cũng khiến tinh thần bạn rất phấn chấn tử vi hôm nay cũng khuyên bạn nên kiên định với ý kiến của mình hơn trong công việc đừng để người khác chi phối quá nhiều chỉ vì muốn giữ sự dĩ hòa vi quý bạn có cách suy nghĩ vấn đề của riêng mình và hãy mạnh dạn trình bày điều đó để chứng tỏ bản thân nhiều hơn về mặt tình cảm kim sinh thủy nên mối quan hệ giữa bạn và nửa kia vẫn đang rất tốt đẹp bạn nên biết khen ngợi đối phương đúng lúc, đừng tiếc gửi những lời có cánh tới người mà mình yêu thương. Lời khen là liều thuốc tinh thần vô cùng hữu hiệu đấy. Giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cắt tường, xanh dương, đen quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. Hai Tuổi sửu ngày 18 tháng 8 năm 2023 tuổi sửu có thể gặp nhiều rắc rối về tài chính do kiếp tài ảnh hưởng. Có vẻ như bạn suy nghĩ mọi việc quá mức lý tưởng nên không tính tới những rủi ro tiềm ẩn. Vội vàng dốc tiền đầu tư, đến khi nhận ra vấn đề thì cũng đã muộn. Vì phải trả giá cho những sai lầm nhất thời của mình, con giáp này đánh mất một khoản tiền không nhỏ chuyện đã xảy ra thì cũng không nên quá mức lấn cấn việc bạn cần làm bây giờ là nghĩ cách khắc phục tình hình coi đó như bài học đắt giá để không bao giờ đi vào vết xe đổ nữa thổ sinh xuất cho kim còn làm ảnh hưởng tới phương diện tình cảm của sửu mối quan hệ của bạn và người ấy sẽ gặp một vài trắc trở bất đồng về một vấn đề chung Tuy nhiên dù điều đó là gì đi nữa thì cũng đừng bao giờ coi những gì người ấy dành cho bạn là điều đương nhiên mà hãy thật sự trân trọng nó. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cắt tường, cà phê. Vàng quý nhân phù trợ tị, dậu tí. Ba. Tuổi dần ngày 18 tháng 8 năm 2023 cục diện dần thân tương xung gây ra nhiều rắc rối cho người tuổi dần trong ngày thứ sáu này. Bạn có thể xảy ra tranh cãi, xung đột với mọi người xung quanh do không biết kiềm chế lời nói, tiết chế thái độ khi trao đổi công việc. Thiên quan còn cảnh báo nguy cơ đụng độ tiểu nhân của bản mệnh vào hôm nay. Bạn nên xem lại thái độ cư xử của mình trước khi trách móc người khác ai cũng muốn bảo vệ quan điểm của riêng mình nhưng cũng nên tôn trọng ý kiến của đối phương kim khắc mộc còn gây nên những khúc mắc trong tình cảm lứa đôi những gì bạn nghĩ là tốt và muốn làm cho đối phương thì người ấy lại nghĩ rằng bạn đang kiểm soát quá đà lòng tốt không được trân trọng khiến bạn thất vọng và cả hai thường có lời qua tiếng lại với nhau Giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cắt tường, xanh lá, xanh lam quý nhân phù trợ, ngọ, hợi tuất. 4. tuổi mão ngày 18 tháng 8 năm 2023 tử vi đông phương ngày 18 tháng 8 năm 2023, được chính quan tương trợ, người tuổi mão có thể gặp nhiều may mắn trong vận trình sự nghiệp của mình. Các dự án bạn đang theo đuổi đều có tiến triển vô cùng suôn sẻ. Chỉ cần bản mệnh tiến hành đúng theo kế hoạch đã đề ra thì mọi việc đâu vào đó, kết quả nhận được rất đáng mong đợi. Công việc thuận lợi cũng kéo theo thu nhập được đảm bảo. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm làm tốt công việc của mình thì đời sống vật chất không có gì phải lo lắng. Những người làm buôn bán kinh doanh cũng có lợi nhuận rủng rỉnh, buôn may bán đắt nhờ sự tháo vát của mình. Tuy nhiên, con giáp này có thể gặp phải chuyện buồn phiền trong tình cảm do ảnh hưởng của ngũ hành tương xung. Mặc dù nhân duyên không tệ nhưng do bản mệnh kiểm soát cảm xúc chưa tốt nên cuộc tình đang tiến triển tốt đẹp bỗng chốc đứt quãng, gây tiếc nuối vô cùng. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường đen. Trắng quý nhân phù trợ, hợi, mùi, tuất. Nam, tuổi thìn ngày 18 tháng 8 năm 2023 dưới sự che chở của cục diện tam hợp thái tuế, người tuổi thìn có những bước tiến triển khá ổn định trong công việc hiện tại. Cát khí vượng giúp bạn chủ động tìm ra sự đột phá, đưa ra nhiều giải pháp tối ưu nhất để cải thiện hiệu suất. Nhờ đó, bạn cũng nhận được sự tán thưởng của đồng nghiệp và cấp trên. Ngũ hành tương sinh còn giúp các mối quan hệ của thìn khá hài hòa thân thiết con giáp này luôn giữ được trạng thái phấn chấn tích cực và biết cách tạo dựng được mối quan hệ thân tình với mọi người nhờ đó mà tự cải thiện quý nhân vận cho mình lúc khó khăn cũng được giúp đỡ kịp thời nhân duyên vượng cũng mang tới nhiều cơ hội tình cảm cho người độc thân khi được nhiều người khác giới để ý bạn có thể tự tin với sức hút riêng biệt của mình khi bạn là chính mình, bạn trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, đừng chạy theo một khuôn mẫu nào cả. Giờ tốt, 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cắt tường, vàng. Nâu no, quý nhân phù trợ, dậu tí, thân. Sáu, tuổi tỵ ngày 18 tháng 8 năm 2023 ngày thứ sáu này, tuổi tỵ có thể đón nhiều niềm vui về tiền bạc nhờ lục hợp che chở việc buôn bán kinh doanh như được tiếp thêm nguồn sinh khí mới khi bạn đã nắm bắt được biến động thị trường để kịp thời điều chỉnh bạn đang có lợi thế dẫn đầu so với đối thủ đấy nên tận dụng cơ hội này chẳng những vậy thiên ấn cũng giúp công danh sự nghiệp của con giáp này rộng mở hơn nhờ chính sự thông minh khoan dung của bạn đã trở thành lợi thế chiếm được cảm tình của đồng nghiệp cũng như cấp trên đạt được bước tiến mới quan trọng trong công việc của mình Hỏa Kim Sung khắc nhắc nhờ tị nên nghiêm túc xem xét lại các mối quan hệ của mình. Bạn cần xác định mình đang tìm kiếm điều gì? Những vấn đề trong các mối quan hệ trong quá khứ ảnh hưởng như thế nào tới bạn và liệu bạn đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới hay chưa? Giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cắt tường, đỏ cam quý nhân phù trợ. Sửu, dậu thân. bảy Tuổi ngọ ngày 18 tháng 8 năm 2023 sự xuất hiện của chính ấn đảm bảo cho người tuổi ngọ một ngày tự tin phát huy năng lực của mình, giành lấy cơ hội để lọt vào mắt xanh của quý nhân. Những gì bạn làm chính là minh chứng rõ ràng nhất cho khả năng của bạn tới đâu, đừng chỉ biết nói mà không hành động thực tế. Tình hình tài chính của tuổi này cũng đang dần ổn định hơn đây là lúc bạn hướng tới những khoản đầu tư dài hạn hoặc mua sắm những thứ có giá trị lớn như mua nhà, mua xe để đảm bảo cho tương lai. Đặc biệt, bạn nên tránh xa các trò đỏ đen. May rủi kẻo tiền dễ đến cũng dễ đi. Về mặt tình cảm, có vẻ bạn đang cực kỳ hứng thú với một người nào đó nhưng lại chưa thật sự chắc chắn về tương lai của mối quan hệ này. Giữa hai bạn còn nhiều trái ngược chưa thể tìm ra cách để dung hòa với nhau vậy thì cứ từ từ tìm hiểu nhau, thời gian sẽ cho bạn câu trả lời bạn mong muốn. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cắt tường. Hồng, tìm quý nhân phù trợ tuất dần, mùi. Tám tuổi mùi ngày 18 tháng 8 năm 2023 xem tử vi ngày mới, người tuổi mùi bị hung tinh kiếp tài án ngữ nên cần phải thận trọng hơn trong các dự định tài chính, đầu tư tiền của. Có những cơ hội kiếm tiền tưởng chừng đã nằm trong tầm tay thì cuối cùng lại vuột mất, nóng vội nhất thời có thể khiến bạn trả giá bằng tiền bạc. Ngũ hành thổ sinh xuất cho kim cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến tình cảm của con giáp này trước khi phát ngôn bất cứ lời nào bạn cũng phải suy nghĩ thật kỹ có nhiều chuyện một khi đã xảy ra rồi dù có tìm cách cứu vãn cũng không khiến mối quan hệ trở về như cũ trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng đông phía trong phòng thai phụ giường ngủ và nhà bếp do đó không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cắt tường, trắng, vàng quý nhân phù trợ, ngọ, mão, hợi. 9. Tuổi thân ngày 18 tháng 8 năm 2023 tử vi 12 con giáp thực thần độ mệnh tuổi thân được dự báo khá may mắn ở phương diện tài lộc các nguồn thu có dấu hiệu gia tăng nhất là nguồn thu đến từ công việc phụ như buôn bán nhỏ lẻ mang đến nhiều tiền bạc cho con giáp này cuộc sống cũng nhờ vậy mà dễ thở hơn hôm nay cũng là ngày thích hợp để tiến hành các dự định làm ăn buôn bán nếu bạn biết tận dụng thời cơ thì thời cơ phát tài rất lớn bạn có thể xem xét mở rộng quy mô kinh doanh hoặc đầu tư vào lĩnh vực mới để tăng thêm vận may tiền bạc cho mình Tuy nhiên phương diện tình cảm vẫn khiến thân phải lo nghĩ. Người độc thân chưa tìm được người tâm đầu ý hợp, có lẽ trong thời gian dài nữa vẫn phải chấp nhận cuộc sống cô đơn, lẻ bóng. Trong khi đó, các cặp đôi thường xuyên nảy sinh bất đồng. Mâu thuẫn dẫn đến tranh cãi khiến tình cảm dạn nớt. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cắt tường, bạc ánh kim quý nhân phù trợ, thìn, tí tị. 10. Tuổi dậu ngày 18 tháng 8 năm 2023 ngày bị thương quan tác động, người tuổi dậu nên hết sức tránh các cuộc tranh cãi, thị phi trong ngày. Nếu bạn không kiểm soát tốt bản thân thì rất có thể bạn sẽ gây mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc người thân trong gia đình đấy. Tranh cãi vốn chẳng giải quyết vấn đề nào, còn ảnh hưởng hòa khí đôi bên. Thiệt hại đủ đường có vẻ như chuyện tình cảm của bạn và người ấy đang phai nhạt dần do cả hai ít tương tác với nhau dù cuộc sống của ai cũng bận rộn nhưng cũng không thể nào mặc kệ tình yêu như vậy được bạn cần sắp xếp lại công việc và học cách quan tâm đến đối phương nhiều hơn theo hải thượng lãn ông ngày ba âm lịch nhân thần ở lòng bàn tay trước ngực và trong ngực bạn nên tránh mọi sự tổn thương va chạm mổ xẻ châm trích tại vị trí này Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cắt tường trắng. Sám quý nhân phù trợ tỵ, sửu thìn. 11. Tuổi tuất ngày 18 tháng 8 năm 2023 tỷ kiên xuất hiện giúp tuất có đủ tự tin và quyết đoán để đưa ra những lựa chọn sáng suốt trong công việc cát khí trong ngày khá vượng và thích hợp để cho con giáp này muốn khởi nghiệp hoặc mở rộng quy mô kinh doanh, buôn bán hoặc chuyển đổi công việc mới sẽ rất thuận lợi, suôn sẻ. Bản mệnh có đủ tham vọng cũng như nhiều ý tưởng, kế hoạch để phát triển sự nghiệp lên một tầm cao mới. Tuy nhiên có nhiều thứ không phải cứ nghĩ ra là làm được, bạn cũng nên xem tính khả thi tới đâu. Điều quan trọng là người tuổi này có dám nghĩ dám làm hay không? đường tình duyên có phần khởi sắc hơn nhờ ngũ hành tương sinh. Đào hoa nở rộ, con giáp này dễ giành được cảm tình của người khác phái. Tình cảm chân thành rồi sẽ được người ấy đón nhận mà thôi. Giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cắt tường, nâu, cà phê quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. 12, tuổi hợi ngày 18 tháng 8 năm 2023 ngày thân hợi tương hại, tuổi hợi dễ trở nên nóng nảy, cố chấp. Bạn chỉ làm theo ý mình mà không quan tâm tới ý kiến của người khác. Tự cho mình là đúng và nổi nóng khi ai đó có sự bất đồng. Đây chính là nguyên nhân khiến quan hệ xã giao của bản mệnh không mấy tốt đẹp thái độ gắt gỏng của bạn khiến chẳng những công việc kém suôn sẻ mà ngay cả cuộc sống cũng có nhiều điều không hài lòng lời khuyên cho người tuổi này là nên bình tâm lại thay đổi cách nhìn nhận và mở rộng tầm nhìn của mình bạn sẽ thấy vấn đề không đến mức nghiêm trọng đâu bù lại nhờ ngũ hành tương sinh nên mối quan hệ của đôi lứa rất bền chặt lúc nào bạn cũng nghiêm túc và thực tế với những sự lựa chọn của mình Vậy nên dù người khác có nói gì đi nữa bạn vẫn luôn có niềm tin vào những gì mình đã chọn, kể cả người ấy. Giờ tốt, 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cắt tường, trắng, đen quý nhân phù trợ, mùi, mão, dần.